VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Wow, bà Ngọc vừa mới làm rơi micro. Nhưng mà, wow, nó không hề bị móp méo hay trầy trụ gì đâu đấy. Hoàn toàn không hề bị gì cả. Và đây là một trong những ưu điểm mà Bảo Ngọc thích nhất của chiếc micro này, là độ bền rất cao, mặc dù bị rơi rớt nhưng vẫn không hỏng hóc. Và đây chính là micro E3V600. Và còn rất là nhiều bất ngờ từ chiếc micro này. Mời các bạn hãy cùng xem tiếp video nhé. Kính thưa quý vị, chiếc micro E3V600 với thiết kế vô cùng đơn giản, với màu trắng sáng của kim loại, đồng thời được sơn phủ một lớp sơn bóng ở bên ngoài micro, mang lại cảm giác cầm nắm vô cùng chắc chắn. Lớp vỏ của micro được làm từ nhôm nguyên khối siêu cứng. Như các bạn đã thấy ở đầu video, thì Bảo Ngọc đã vô tình làm rơi chiếc micro này xuống đất, nhưng nó vô cùng lành lặn, không hỏng hóc gì cả. Và với lớp vỏ của chiếc micro này mang lại 3 tính năng chống: chống nước, chống vân tay và chống phai màu, vô cùng tiện lợi. Đầu micro là lưới thép phủ lớp sơn chống dỉ, có viền inox bao quanh và trên đó có tên của model và tên hãng được in chữ màu xanh. Trên thân micro có một màn hình LED để hiển thị thông số tần số sóng của micro, và ngay bên dưới là một công tắc bật. Đuôi micro karaoke không dây cũng chính là phần vỏ pin. Về thiết kế của đầu thu sóng, vỏ của đầu thu sóng được làm từ hộp kim nhôm, được phủ sơn tĩnh điện màu đen mạnh mẽ. Mặt trước được sơn màu xám đen, bao gồm màn hình hiển thị tần số tiếp sóng micro. Hai bên là nút điều chỉnh từng micro riêng biệt. Ngay bên cạnh là nút đèn LED báo hoạt động của micro. Góc trái được bố trí nút nguồn bằng cao su mềm, và góc phải là logo của hãng. Ngay phía trên của bộ thu sóng là tem của nhà phân phối. Và với những tem này, phải có dấu đỏ của nhà phân phối thì mới đảm bảo và có giá trị bảo hành. Mặt sau của bộ thu sóng là các cổng kết nối, cổng vào của nguồn điện. Cần anten nhỏ có nhiệm vụ hỗ trợ bộ thu sóng trong không gian có diện tích lớn. Micro E3V600 với độ nhạy cao, bắt âm chuẩn, cho âm thanh vô cùng sắc nét và sống động. Cho dù bạn có để micro cách xa khuôn miệng khoảng 30cm, thì micro vẫn bắt âm thanh một cách vô cùng dễ dàng. Và dù bạn có hát lên cao thì âm thanh vẫn không bị bể. Do búp sóng của micro rộng nên thu tiếng vô cùng dễ dàng và chính xác. Chính vì thế, do độ nhạy cao của sản phẩm nên những người có giọng hát khỏe sẽ rất hay. Thế nhưng sản phẩm vẫn chưa hỗ trợ cho những ai có giọng hát yếu. Về tính năng tự động ngắt tín hiệu, micro E3V600, micro hầu như không cần dùng đến nút bật tắt trên thân micro, bởi nó có tính năng tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát hoặc đặt micro xuống bàn. Và khi bạn cầm lại micro thì micro sẽ tự động bật và bạn sẽ hát được ngay lập tức. Nhờ vậy mà tránh được tiếng ù, hú rít khi để hai micro cạnh nhau, đồng thời sẽ rất là tiết kiệm pin. Thêm nữa, micro sẽ tự động chuyển sang chế độ ngắt pin sau 5 phút không hát, và sau 15 phút thì micro sẽ chuyển sang chế độ tắt toàn bộ. Tính năng cắt hú rít chuyên nghiệp. Micro E3V600 có hệ thống cắt hú rít tự động. Ngoài ra còn có thêm 5 mức cài đặt cắt hú rít bằng tay, do đó tương thích với bất kỳ loại loa và âm ly nào. Tuy nhiên, lưu ý với các bạn là mình chỉ nên chọn mức cắt hú từ mức 1 đến 2 là hợp lý nhất, vì ở mức cao nhất, cắt hú nhiều, tiếng hát không còn chân thực nữa. Tính năng cảm biến gia tốc tiên tiến hiện đại nhất. Tức là với micro E3V600, khi đang hát, nếu không may bị rơi thì micro sẽ tự động ngắt tín hiệu, do đó không phát ra tiếng ồn ra la. Đồng thời, micro E3V600 có khả năng tự động dò tìm sóng sạch, nên không có tình trạng nhiễu sóng hay rớt sóng. Về hiệu suất sử dụng, theo như thông tin của hãng cung cấp, thì chiếc micro E3V600 này có thời hạn sử dụng pin lên đến 12 tiếng nhờ được tích hợp chế độ tiết kiệm pin. Nhưng khách hàng hãy lưu tâm, bởi vì đặc điểm này còn tùy thuộc vào chất lượng pin mà bạn sử dụng. Khách hàng nên chú ý lựa chọn loại pin 2A có thương hiệu và uy tín để kéo dài thời gian sử dụng một cách tối ưu nhất của chiếc micro này nhé. Wow, vậy là chúng ta đã vừa trải qua một bài đánh giá nhanh về chiếc micro E3V600 này. Và giá bán tại VDA cho sản phẩm này là 9 triệu đồng. Đây là một mức giá không hề nhỏ cho một bộ micro không dây. Và nếu như Bảo Ngọc là khách hàng thì mình cũng khá là phân vân khi quyết định mua sản phẩm này.
Nhưng nếu bạn muốn đầu tư cho nhà mình một dàn karaoke với đẳng cấp cao hơn thì đây là một lựa chọn không hề tồi đâu nhé. Và đừng quên là tại VDA luôn có phòng trải nghiệm sản phẩm cũng như là những phần quà vô cùng hấp dẫn dành cho bạn. VDA xin chào.